Tình hình là vào đầu tháng sau thì hạng mục mới, mùa giải mới sẽ bắt đầu có sự xuất hiện của các Pokemon huyền thoại cấp cao. Đây là danh sách của tụi nó, tôi sẽ để ở trên màn hình. Và tụi này chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều trong thời gian tới và cũng sẽ chiếm sóng trong mùa giải vô địch thế giới diễn ra vào khoảng cuối tháng 8 ở Hawaii. Nhân dịp sôi động như thế này, sao chúng ta không cùng nhau thảo luận đâu là những Pokemon huyền thoại cấp cao sẽ phủ sóng nhiều nhất trong thời gian tới? Đây cũng chỉ là phỏng đoán của riêng tôi mà thôi. Còn đối với mọi người thì những Pokemon huyền thoại cấp cao nào sẽ thống trị giải vô địch năm nay? Thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Và hơn 68% các bạn khán giả đã xem hoặc là mới xem cũng đừng quên nhấn nút chuông theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi sẽ ra mắt trong tương lai sắp tới. Hy vọng có thể cùng nhau đạt được một cột mốc 50.000 người đăng ký. Xemin tôi vẫn sẽ đang free ship những bó hoa thay cho lòng biết ơn của mình đến với các bạn mỗi ngày. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Yo! Mở màn cho video dự đoán ngày hôm nay thì tôi sẽ nói đến Ho-Oh. Với tỷ lệ xuất hiện tôi nghĩ chắc khoảng từ 5-10%. Ho-Oh là huyền thoại mang sinh lực cực kỳ tốt. Đã vậy nó còn có đặc tính Regenerator, cho phép hồi 1/3 lượng máu mỗi khi rút về bóng. Đi kèm với khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, sẽ rất khó có thể hạ gục được Phượng Hoàng Lửa vì nó sẽ luôn tái sinh. Đồng thời công vật lý 130, đi kèm với chiêu Sacred Fire với sát thương 100 và 50% làm bỏng đối phương sẽ là lựa chọn tuyệt vời để kháng lại tụi sát thương vật lý mạnh như là Ogrepaw nước hoặc là Urshifu liên kích. Nhưng việc bị nhân 4 sát thương bởi hệ đá và chiêu Rock Slide cũng sẽ là mối đe dọa của Ho-Oh, vì dù sao thì thủ vật lý 90 của nó lại không quá cao so với những huyền thoại cấp cao khác. Và hiện tại ngoài Ho-Oh ra cũng còn có Entei có thể sử dụng được chiêu Sacred Fire này với sức sát thương cũng tương đương. Và tôi nghĩ thì lý do tôi cảm thấy Ho-Oh sẽ không được sử dụng nhiều vì đấu trường chắc chắn sẽ có Kyogre gọi mưa, và đi kèm với Urshifu nước cùng với lại Ogrepaw nước nó sẽ khiến cho chiêu sát thương của Ho-Oh trở nên yếu ớt, chưa kể là môi trường điện và các chiêu hệ điện của Mirador nữa, nên tôi nghĩ là Ho-Oh sẽ được sử dụng khá là ít. Tiếp đến là những huyền thoại mà tôi nghĩ có tỷ lệ sử dụng vào khoảng từ 10 đến khoảng 15%. Đó chính là hai dạng của Kyurem khi kết hợp với Zekrom hoặc là Reshiram. Vốn dĩ thì hệ băng đang có rất nhiều lợi thế trên đấu trường. Mạng thủ vật lý là điểm mấu chốt khiến cho tụi này kháng lại được số lượng tay đấm vật lý đa dạng trong các giải đấu. Sự vươn lên của Articuno nhờ vào combo trời tuyết và Aurora Veil đã chứng minh rằng hệ băng đang dần lấy lại được sự công nhận trong cuộc đua sức mạnh lẫn cả thời tiết. Cho nên thì một Pokemon huyền thoại cấp cao hệ băng và rồng, sinh lực cực kỳ tốt, tấn công thì là 170, không thể nào bị ngó lơ được. Thậm chí nếu kết hợp với Articuno và Ninetales, thật sự sẽ là một bài toán đau đầu cho người chơi khác. Chưa kể thì đặc tính Terra Vault hay là Turbo Blaze cũng giống như là Mold Breaker, giúp cho tụi này gây sát thương và bỏ qua tác động của rất nhiều đặc tính khác nhau. Nếu để làm một phỏng đoán nhỏ giữa hai hình dạng trên, bên nào được sử dụng nhiều hơn thì tôi sẽ phỏng đoán đó là dạng của Kyurem. Vì dù sao thì nó cũng học được chiêu Fusion Flare, chiêu cực mạnh của hệ lửa, dùng để đối phó những Pokemon cỏ như là Rillaboom hay là những Pokemon hệ băng khác. Còn hệ nước như là Ogrepaw hay là Urshifu liên kích thì đã có chiêu Free Dry rồi. Còn lại dạng Black Kyurem hệ điện thì tôi cũng nghĩ là có thể khắc chế được tụi hệ nước bằng Fusion Ball, nhưng các chiêu hệ băng mảng vật lý của nó lại không quá đa dạng như là mảng đặc biệt. Cộng thêm việc hệ điện bao phủ hệ cũng không bằng hệ lửa, nên tỷ lệ sử dụng của nó có lẽ sẽ thấp hơn Kyurem một chút chút. Nhưng nói chung thì đây cũng sẽ là một huyền thoại cấp cao tiềm năng mà tôi nghĩ sẽ tỏa sáng tiếp theo trong tương lai. Và chúng ta qua đến những huyền thoại có tỷ lệ sử dụng tôi cho là vào khoảng 15 đến khoảng 20%. Đó chính là Groudon và Kyogre. Không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của hai loại thời tiết là nắng và mưa trên đấu trường cả. Nó vừa tăng 50% sát thương cho hệ của mình mà còn kéo theo vô vàn lợi ích khác nhau. Nói về từng con trước thì Groudon chắc chắn sẽ thay thế được Torkoal trong vai trò gọi nắng. Với bộ sinh lực phòng thủ cực kỳ trâu bò và công vật lý cao ngất ngưỡng là 150. Giờ đây ngoài việc nó vừa tấn công dồn dập đầy đe dọa ra, hay hỗ trợ được sát thương cho Pokemon hệ lửa cũng như là cho những Pokemon hệ cỏ, thì nó còn kích hoạt được đặc tính Protosynthesis của tụi Paradox quá khứ. Tôi không nghĩ là hàng tá lợi ích đến từ vị thần này nhiều như vậy mà người chơi có thể bỏ qua được nó. Còn về phần Kyogre thì đây có vẻ là Pokemon hệ nước tốt nhất từng được tạo ra. Với khả năng gọi mưa là một chuyện, nó còn có thể gây hàng tấn sát thương mà khó ai có thể qua nổi bằng chiêu Water Spout. Giờ đây thì nó còn có thể tear ra thành hệ nước để cộng dồn sát thương. Trong trời mưa thì cũng như đã nói ở phần của Ho-Oh, nó sẽ cường hóa các chiêu thức tấn công của hai kiện tướng đáng sợ khác trên đấu trường là Urshifu liên kích và Ogrepaw mặt nạ nước. Nói chung là nó sẽ làm được tất cả những gì mà con Pelipper có thể làm, thậm chí là còn nhiều nhiều hơn thế nữa. Dù cho nó không kích hoạt được sức mạnh của tụi Paradox thì khả năng gây ra sát thương khủng bố cùng với rất nhiều Pokemon nổi tiếng nhận được hưởng lợi từ trời mưa thì tôi nghĩ tỷ lệ sử dụng của Kyogre và Groudon cũng sẽ ngang ngang nhau mà thôi.
Những Pokemon huyền thoại tiếp theo mà tôi cho rằng có tỷ lệ sử dụng khoảng trên từ 25% đến khoảng 30%. Đầu tiên mở màn phải nói đến Zacian. Tôi nghĩ tỷ lệ sử dụng của nó chắc chắn nằm ở mức rất cao, mặc dù bây giờ đã bị nerf đặc tính đi khá nhiều rồi, khi mà Inhibitor chỉ tăng được một bậc công vật lý trong lần đầu tiên ra sân. Nhưng công vật lý cơ bản của nó 150 và tốc độ 148 đã dư sức làm ông nội bà nội của người khác rồi. Song hệ tiên và thép thì là một song hệ cực kỳ tốt. Tôi cũng đã từng nói kỹ hơn về nó thông qua video về song hệ tốt nhất và Pokemon tốt nhất của song hệ đó. Các bạn có thể tham khảo bằng phần link bên góc phải màn hình nha. Còn ở trong video này thì chỉ cần biết rằng với bộ chỉ số tấn công trên đỉnh thiên hạ, cùng với một song hệ bổ trợ cực kỳ tốt cho khả năng phòng thủ và tấn công, cộng với chiêu độc quyền hệ thép là Behemoth Play, thì nó sẽ dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và đưa đội hình lên đến chiến thắng. Nên tôi khá chắc chắn là người ta sẽ sử dụng Zacian cho vai trò sweeper rất nhiều trong các giải đấu sắp tới. Dù gì thì mỗi đội hình chỉ được xài một huyền thoại cấp cao mà thôi, mà xài Zacian thì là quá xứng đáng rồi. Tiếp theo sẽ là những huyền thoại mà tôi nghĩ có tỷ lệ sử dụng cao hơn cả Zacian, theo phán đoán của cá nhân tôi. Đầu tiên nằm xem ở tỷ lệ khoảng từ 30-35%. Đó chắc chắn phải là bộ đôi hình dạng của Calyrex. Tôi sẽ gọi là kỵ sĩ băng và kỵ sĩ ma cho nó gọn lẹ. Thật sự thì tôi nghĩ ai cũng sẽ nhớ đến hai đứa này khi nói về huyền thoại cấp cao. Calyrex thì tung hoành từ hồi Gen 8 và lên Gen 9 thì nó không có dấu hiệu dừng lại. Nó lại có thêm đất diễn múa may quay cuồng nhờ vào cơ chế Terra nữa. Nói riêng về từng con, hình dạng kỵ sĩ ma thiên về tốc độ cao và sát thương đặc biệt. Ở dạng kỵ sĩ ma này thì tốc độ nó còn nhanh hơn cả Zacian, bắn phép thì thốn hơn cả Kyogre. Đã vậy chiêu thức độc quyền là Astro Barrage đánh được cả hai mục tiêu với sát thương 120. Chắc chắn nếu nó Terra hình hệ ma thì không một ai sống sót qua nỗi đòn này. Nếu đánh gục được Pokemon nào thì nó sẽ được tăng thêm sát thương đặc biệt tùy vào số lượng Pokemon nó đã hạ gục. Mặc kệ cho việc bị nhân 4 sát thương bởi ma và bóng tối, chỉ cần cho nó đi chung với đồng đội tạo ra môi trường tâm linh như là Indeedee hay là đặc tính chặn chiêu ưu tiên của Ferrigrath thì chiêu Sucker Punch không còn là trở ngại của nó nữa. Nói chung thì độ phá game của Pokemon này là hết cú và tôi cũng không còn gì để nói về sức mạnh của nó nữa. Trải nghiệm là biết liền. Còn với kỵ sĩ băng thì hồi Gen 8 tỷ lệ sử dụng của kỵ sĩ băng có lẽ hơi thấp hơn so với dạng ma một chút, vì muốn dùng tốt được nó phải dựng được Trick Room. Và rồi với chỉ số phòng thủ cao chót vót cùng với công vật lý Outrun thì không ai có thể dễ dàng đánh gục được nó cả. Và bây giờ Gen 9, khi mà hệ băng được buff phòng thủ như hiện tại cộng với khả năng dựng tường bảo vệ của Ninetales thì thực sự tôi không biết là con kỵ sĩ quái thai này sẽ bị đánh hạ bằng cách nào nữa. Sát thương hay chiêu độc quyền của nó đều tương tự như kỵ sĩ ma mà còn được bổ trợ sức chống chịu từ hệ băng. Dựng xong được Trick Room thì tôi nghĩ không cần đánh nắm gì nữa cho nó mệt. Nhà phát hành nên thực sự ngồi lại với nhau và bàn bạc về hai chữ cân bằng, vì tôi thấy cán cân sức mạnh đang nghiêng về hai phía hình dạng Calyrex này hết rồi. Và trước khi điểm danh qua Pokemon cuối cùng thì tôi cũng sẽ nói sơ về những cái tên mà tôi vẫn chưa xác định được vì sức mạnh của tụi nó trên đấu trường vẫn còn chưa rõ ràng. Eternatus, sinh lực vô cùng khỏe, công đặc biệt 145 siêu cao cùng với tốc độ là 130. Để mà nói thì với bộ chỉ số này hoàn toàn có khả năng tỏa sáng. Song hệ độc và rồng, phòng thủ cũng tốt, nhưng mà đã sử dụng được huyền thoại cấp cao thì phải chọn ra con nào tối ưu về một mảng nào đó. Còn Eternatus so với tụi huyền thoại cấp cao khác thì sức mạnh hơi dàn trải, không mạnh lắm cũng không yếu lắm ở mảng nào, nên chúng ta vẫn phải cần đợi xem thực chiến thì mới biết được. Tương tự với Eternatus và Terrabagos, với sinh lực cực kỳ cao 160 khi Terra và công đặc biệt 130, để mà nói nó rất hợp làm tanker, nhưng phải Terra mới phòng thủ tốt thì lại phí một lượt Terastallize trong trận đấu, mà sát thương của nó gây ra chỉ đủ đe dọa những Pokemon thường hoặc là những Pokemon đang Terra trên sân, còn huyền thoại cấp cao thì như gãi ngứa mà thôi. Còn nếu không chọn Terra thì lại phí một chỗ cho Pokemon huyền thoại cấp cao, nên tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải đợi xem màn thể hiện trong tương lai của con rùa này đã. Corridon thì rất mạnh, nhưng Groudon cũng có thể gọi nắng, thậm chí là tận dụng được sát thương của chiêu hệ lửa tốt hơn. Đồng thời thì Corridon lại bị gấp 4 sát thương từ hệ tiên, mà trên đấu trường hiện tại hệ tiên không hề thiếu. Và con Pokemon hệ tiên đi đâu cũng gặp đó chính là Flutterman, chắc chắn sẽ là mối đe dọa với Corridon. Nên so về độ hữu dụng thì tôi nghĩ người ta sẽ chọn Groudon gọi nắng cho tụi Paradox hơn là Corridon. Và chúng ta qua đến một Pokemon huyền thoại cấp cao của Gen 9 mà tôi cho rằng rất có khả năng sẽ đột phá trong tương lai. Đó chính là Miradon. Dù cho mang vai trò ngang nhau với Corridon, nhưng Miradon trong chiến đấu được đánh giá cao hơn cả Corridon rất nhiều. Đầu tiên thì Miradon tạo ra được môi trường điện, mà đặc tính Hadron Engine ngoài việc tạo ra môi trường còn tự động tăng thêm 33% công đặc biệt cho Pokemon trong môi trường này. Và chiêu độc quyền của nó là Electro Drift cũng mang hệ điện,
Nhờ vào đó mà sát thương cộng dồn từ môi trường và staff là cực kỳ khủng khiếp. Còn Coradon gọi ra đực nắng, đặc tính giúp cho nó tăng 33% công vật lý trong trời nắng. Nhưng chưa độc quyền thì hệ giác đấu, và hệ của Coradon cũng là rồng giác đấu, nên chẳng nhận được thêm bất kỳ lợi ích nào từ trời nắng cả. Có chăng là tăng thêm sát thương nếu đánh được đòn siêu hiệu quả lên đối thủ, nhưng cái này thì chi độc quyền của Mirrodon cũng có thể làm được. Chưa hết thì Mirrodon còn học được rất nhiều chiêu thức đa dạng phong phú khác nhau, như là Dazzling Gleam, Overheat hay là Dragon Meteor. Nói chung khả năng bao phủ hệ của nó cực kỳ rộng. Chi độc quyền thì đánh cực thốn, đã vậy còn kích hoạt được khả năng của tụi Paradox tương lai mạnh như là Iron Bundle, Iron Hands hay là Iron Crown. Cho nên là tôi nghĩ trong thời gian tới chúng ta sẽ gặp được nó trên đấu trường rất nhiều đó. Và ở đây cũng chỉ là phỏng đoán cá nhân của tôi thôi, chứ chưa có gì chắc chắn cả. Đôi khi sẽ có những nhân tố bất ngờ lội ngược dòng thì sao, như là Kyurem hay là Eternatus hay là Terrabogos chẳng hạn. Hoặc là những Pokemon huyền thoại cấp cao khác mà tôi không đề cập trong danh sách này. Cho nên là hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để chúng ta cùng nhau chờ đón những trận đấu với những huyền thoại cấp cao diễn ra trong tương lai nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye!